Chào tất cả các cô chú anh chị, hôm nay mình lại gặp nhau tiếp tục để xem nhà nữa nha các cô chú anh chị. Thì hôm nay cái ngôi nhà này rất là đẹp. Ngôi nhà này nó có 4 phòng ngủ hả chị? 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Và cái ngôi nhà đã được remodel hết. Thì hôm nay Hằng với chị Kim Chi sẽ cho các cô chú anh chị xem cái ngôi nhà này nha. Và mình sẽ hỏi chị Kim Chi về cái cách loan mua nhà, mình có tiền down payment và cái căn nhà 800 ngàn thì sẽ tiền down payment như thế nào. Dạ, Kim Chi xin kính chào cô bác anh chị em. Thì hôm nay Kim Chi và Hằng đang đến xem cái căn nhà này ở thành phố San Jose, zip code 95122. Nó nằm ở góc đường Story và đường Bao Harbor. Thì căn nhà này đã remodel rồi, rất là đẹp. Nó là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nó ngàn rưỡi qua feet quý vị, ngàn rưỡi qua feet và 5.700 lot size, khoảng 60 tuổi và 59 tuổi. Thì nhà này đã remodel hoàn toàn rồi. Thì giá bán là 800 ngàn. Thì giống như Hằng có câu hỏi là bạn Hằng muốn mua nhà thì đâu bao nhiêu? Ví dụ như căn nhà này 800 ngàn đúng không chị? Thì bạn em có tiền down khoảng 10%. Ví dụ tiền down 10% có nghĩa là bạn của Hằng có 80.000 down. 80.000 down thì cái nhà này giả sử mình mua được 800.000 đi, thì mình sẽ làm cái loan là 720.000. Thì Kim Chi có cái máy calculator chi tính, thì cái loan là 720.000. Mình nhà bán sẽ cho mượn là 30 năm. Tiền lời bây giờ là giả sử là 2.8, cái việc nhà tiền lời bây giờ quá rẻ, nó là chạm đất luôn. Thành ra tiền lời rẻ đó là cơ hội để chúng ta có thể mua được một căn nhà lý tưởng ở thành phố San Jose này. Thì cái payment nó ra là 2.958 đồng. Là cái loan 720.000 á, mà mới cái payment mới có 2.958 đồng. Ví dụ như mình cộng thêm 50 đồng tiền insurance, rồi tiền thuế đất, là 1.25 trên giá mua, là ví dụ như 850 đi. 2.900 là cho 3.000 cộng với 850 là 3.800. Mình tính chẳng everything đi là 3.800 cho tới 4.000. Thì với cái loan 720.000, thì với một cái loan 720.000 thì quý vị có 80.000 tiền down, quý vị sẽ sở hữu được căn nhà 800.000. Cái payment mỗi tháng á, là tiền payment, tiền thuế đất, tiền insurance, everything cộng lại là khoảng 4.000. Thì với 4.000 có nghĩa là income quý vị khoảng là 8 cho tới 9.000 một tháng. Dạ, 8-9.000 một tháng. Nếu hai vợ chồng cộng lại khoảng đó 3, là ví dụ là chưa không có những cái nợ khác nha quý vị. Thì quý vị muốn làm approval để mà làm loan mua nhà thì quý vị có thể liên lạc với Kim Chi là số 408-694-7517. 408-694-7517 thì Kim Chi sẽ cho quý vị biết rất là rõ ràng chi tiết là quý vị được mượn loan bao nhiêu. Chỉ trong vòng một ngày là mình sẽ có gặp Google hả quý vị ha. Bây giờ theo chị thấy cái thị trường nhà ở San Jose này nó có xuống nữa hay không? Rất là kỳ lạ là mặc dù cho cái nạn dịch Covid-19 xảy ra, bao nhiêu người chết và hàng triệu người thì mất việc, rồi cộng thêm kinh tế thì suy thoái, rồi em thấy là nạn cháy rừng mới vừa xảy ra, rất là nhiều sự khủng hoảng kinh tế xảy ra. Nhưng có một điều lạ là nhà cửa ở thành phố San Jose vẫn đi lên, nó vẫn người mua bán bình thường, thậm chí là có những căn nhà vẫn mua dành dịch là bít cao hơn cái giá thị trường 5.000, 10.000, vài chục ngàn, đó là chuyện bình thường. Trả cao hơn giá bình thường, giá thị trường. Thì điều đó mới thấy là quý vị nào mà đang đợi chờ mua nhà thì điều này đó nó sẽ đợi chờ để mà nhà giá nhà giảm xuống thì Kim Chi nghĩ cái điều này nó sẽ không có xảy ra. Ok. Vậy thì thôi bây giờ mình sẽ cho các cô chú anh chị xem trong cái ngôi nhà này như thế nào nha. Coi vì mua đồ lại hết rồi, nó đẹp như thế nào. Ok, các cô chú anh chị theo chân mình để xem ngôi nhà bên trong và bên ngoài nha. Đây là khung cảnh bên ngoài của ngôi nhà nè các cô chú anh chị. Thì bên ngoài
họ cũng có làm một cái cổng rào và trồng cỏ, thì họ cũng trồng lại những cái cỏ mới, sửa sang lại hết, thấy nhìn thấy cũng rất là sạch sẽ. Thì nói chung cái khu này thì cũng yên tĩnh, nhìn cũng ok. Đây là một cái dạng loại nhà mà trung bình của thành phố San Jose thôi nha các cô chú anh chị. Cái này là trung bình thì giá nó mới từ 800. Còn nếu như mà những cái khu nhà nó ở gần núi hoặc là khu nhà mới nó cao cấp nữa của thành phố San Jose thì giá khoảng từ 1,2 triệu, 1,2 triệu cho tới 1,5 triệu, 2 triệu. Thì đó là có những cái căn nhà đẹp và như ý luôn nha cô chú anh chị. Còn đây là cái dạng nhà trung bình thôi, cái khu tương đối mình ở được. Nhà cửa đây là cái gian bếp của cái nhà, thì quý vị thấy cái bếp rất là mới, đã mua đây là bếp mới chưa vậy, bếp mới chưa dùng luôn, hiệu Samsung, bếp mới hiệu Samsung, và cái oven cũng hiệu Samsung luôn, mới tinh, brand new. Oven mới luôn hả? Rồi bắt đầu mới, và tủ rồi, cabinet tủ mới hết, cabinet mới hết. Coi như nguyên cái dàn bếp này là đổi mới hết ha. Nhà này đổi mới, sơn lại mới. Nhà sơn lại mới. Nhà này 1,450 square feet, thì nó giống như là 1,5 square feet rồi, nó rất là rộng. Dạ. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Giờ mình không quay cái sàn. Sàn gỗ này mới hả cũ chị ha? Sàn gỗ này chắc sàn gỗ này mới luôn. Mới không? Mới tinh à. Trời ơi, đi tiếng dép nó nghe luôn. Cái nhà trống á, chưa có đồ trong đó đó, mình đi á, nghe tiếng động vang vang luôn á. Đây cái phòng khách cũng rộng quá ha chị. Phòng khách rộng lắm. Đây là cái lò sưởi. Dạ, phòng khách. Sàn gỗ ha. Rồi phòng khách với lại đó, cái bếp á nó gần nhau, nhà nó bếp có lò sưởi không? Có lò sưởi không? Rồi cửa là double panel. Đây có lò sưởi đốt than, mùa lạnh đốt than đốt củi. Mời quý vị theo lên trên coi nhà, cái bathroom. Bathroom thì model luôn ha. Model. Thì model hết. Mới luôn. Mới tinh luôn. Nhà này thì tất cả hình như là remodel hết. Bên trong phòng thì còn thảm hả? Phòng thảm mới. Nó có cái working closet, cái phòng ngủ đây. Bên đây phòng ngủ. Cái working closet ở bên đây. Đây master bedroom hả chị? Yeah. Cái này là phòng thường, phòng thường rộng nha. Ủa phòng thường hả? Dạ. Yeah, phòng thường rộng quá vậy. Đây nó thiết kế phòng ngủ rộng ha. Closet bự. Nhà này tại vì có 3 phòng đó, cho nên nó thiết kế cái phòng rất là rộng. Đây là phòng master nè. Master bự quá ha. Cái closet này. Ồ, nó tới 2 cái closet. Ủa, cái phòng này master vậy? Cái bathroom ở đâu? Hả? Cái phòng này cũng bự quá, phòng thường mà cũng bự quá nè. Bây giờ nó không có, một xíu nữa. Người đẹp Kim Chi Lê. Chào cô bác, anh chị em. Và cô bác thấy căn nhà thì cũng rất là như là như vậy, nó rất là đẹp. Nhà này 800 ngàn. Nếu mình có 80 ngàn là mình đúng rồi. Mình
mình có thể mua được. Mà trong cơ khoảng gia đình á, có thể dùng cô sai á, khoảng hai vợ chồng mua lại là 9.000 income là một tháng là mua được rồi. Dạ, yeah, hai vợ chồng, nếu hai vợ chồng cộng lại khoảng có 9.000 income là mua được cái căn nhà này. Ồ, quý vị ơi, cái ngôi nhà này, cái gara họ đã làm thành một cái phòng luôn. Cái phòng rất là lớn luôn. Nếu mà mình cho thuê phòng á, mình mua căn nhà này mà mình cho người ta mà thuê phòng lại á, cái phòng này có thể mình cho thuê được cả 1.000 đồng á, quý vị. Tại vì cái gara đó mà mình làm phòng đó thì cho thuê có giá lắm. Cái này người ta thuê, người ta mướn ở trong gia đình người ta, hai vợ chồng với hai đứa con á. Hoặc là hai vợ chồng không thì người ta cho khoảng cái này khoảng 1.000 á. Cái phòng rất là rộng luôn cái phòng này. Tại vì nguyên một cái gara để đậu xe đó mà người ta đem người ta làm cái phòng này luôn. Rồi, đi. Đây là cái bác gia nè, cái bác gia có người đẹp Thúy Hằng, dáng người mẫu quá đẹp luôn. Rồi bác gia nó rộng hả chị? Cái đó cái gì hả? Cây cam. 5.000 lót size hả chị? Ừ, 5.500 lót size á. Cái đó cây cam hả? Wow, sân xi măng và sân cỏ luôn ha. Cũng có một cái nhà kho. Cái nhà kho. Cây cam, sân rộng ha. Căn này là mới lên list thị trường đó quý vị. Nếu mà quý vị nào mà muốn muốn mua dẫn đi coi căn nhà này hoặc muốn là nhờ Kim Chi làm approval cho cái loan đó thì gọi Kim Chi nha. Số phone Kim Chi là 408-694-7517, 408-694-7517. Hằng muốn nói gì thêm không Hằng? Nè, giờ nói đi. Thì quý vị và các cô chú anh chị có muốn mua nhà thì cứ liên lạc với chị Kim Chi Lê hoặc là để lại cái comment ở bên dưới thì Hằng sẽ liên lạc với quý vị và chị Kim Chi Lê. Ok. Dạ, cảm ơn cô bác anh chị em. Kim Chi và Hằng xin cảm ơn cô bác anh chị em. Dạ, cô bác anh chị đã ủng hộ kênh của Hằng và xem thấy thích thì nhớ bấm cho Hằng xin một cái like và cho Hằng subscribe. Xin một cái subscribe nha. Một cái đăng ký kênh. Ok. Thank you. Bye bye cô chú anh chị.